Chào mừng các bạn và các em học sinh đã đến với kênh Môn Ngữ văn chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Ngày hôm nay, cô cùng các em đi soạn bài thực hành tiếng Việt trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6, tập 1, trang 67 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Trước khi vào với nội dung chính của bài học ngày hôm nay, để các bạn và các em có thể tiếp cận được nhanh chóng những bài giảng mới, các bạn và các em hãy đánh từ khóa chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên thanh công cụ tìm kiếm của kênh YouTube, sau đó chúng ta nhấp vào tìm kiếm. Tại đây, chúng ta hãy nhấn nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng của kênh để vào kênh. Trên kênh chương trình mới Trung học cơ sở, chúng ta hãy nhấn vào trình danh sách phát. Tại đây có các bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản trên chương trình sách giáo khoa mới. Khi cần tham khảo bài giảng của môn nào, các bạn và các em hãy nhấn vào trình xem toàn bộ danh sách phát của môn đó. Ở đây chúng ta có đầy đủ các bài giảng mà chúng ta cần tìm kiếm. Sau đây chúng ta sẽ trở lại với nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Nội dung chính của bài thực hành tiếng Việt ngày hôm nay cuối cùng các em đi tìm hiểu đó chính là nội dung về lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện ý nghĩa của văn bản. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu xem là trong văn bản này như thế nào là cách lựa chọn từ ngữ phù hợp để thể hiện ý nghĩa của văn bản nhé. Đầu tiên, đơn vị kiến thức đầu tiên cô muốn nhắc đến cho các em đó chính là về từ láy. Liên quan đến từ láy thì cô có một bài tập 1.C sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 trang 67 và bài tập số 4 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 trang 69 để các bạn và các em cùng làm và củng cố lại kiến thức về từ láy nhé. Bài 1.C có yêu cầu như sau: xác định và chỉ ra tác dụng của việc sử dụng từ láy trong bài ca dao Phồn hoa thứ nhất Long Thành, phố răng mắc cửi, đường quanh bàn cờ, người về nhớ cảnh ngẩn ngơ, bút hoa xin chép, bài thơ lưu truyền. Vậy thì tác dụng của việc sử dụng từ láy ở trong đoạn thơ là gì nhỉ? Và đầu tiên là chúng ta cần tìm từ láy đã. Từ láy ở đây đó chính là từ ngẩn ngơ đúng không? Đây là từ láy chỉ cái trạng thái bị cuốn hút đến ngỡ ngàng của tác giả trước vẻ xa hoa, sầm uất của phố phường đúng không nào các em? Như vậy chúng ta đã cùng nhau đi gợi nhắc lại việc sử dụng từ láy cũng như là tác dụng của chúng ở trong đoạn thơ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang đến bài tập số 4, sách giáo khoa văn lớp 6, trang 69. Đọc đoạn văn sau. Bài ca dao chỉ với 4 dòng ngắn ngủi nhưng đã mở ra một không gian bao la của đồng quê và một thế giới cảm xúc của người quê. Vừa thiết tha sâu lắng, bài ca dao ấy cũng cho thấy lời ăn tiếng nói vốn dĩ dân dã, mộc mạc của mỗi miền quê. Khi đã thành lời ca, điệu hát thì sẽ trở nên tha thiết, ngọt ngào như thế. Có cái gì khiến ta bâng khuâng, sao xuyến mãi trong mấy chữ đơn sơ này? Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng. Em hãy tìm từ láy trong đoạn văn trên. Những từ láy đấy có tác dụng gì đối với việc thể hiện nội dung của văn bản nào? Chúng ta có thể thấy được rằng từ láy mà chúng ta cần xác định ở trong đoạn văn này đó chính là các em có thể dùng bút chì, các em đánh dấu vào trong sách giáo khoa cho cô nhé. Từ láy dân dã này, từ láy mộc mạc, từ láy tha thiết, từ láy thiết tha, từ láy bâng khuâng, từ ngọt ngào, từ ngắn ngủi và từ xao xuyến đúng không nào? Rồi, vậy thì tác dụng của những từ láy này được viết thể hiện ở trong đoạn văn là gì nhỉ? Nó dùng để nhấn mạnh cái sự chất phác cũng như là mộc mạc của người thôn quê ở trong bài ca dao. Người dân Việt Nam của chúng ta rất dân dã và mộc mạc, có tình cảm tha thiết, bâng khuâng trước những vẻ đẹp của thiên nhiên và cái tình cảm ngọt ngào xao xuyến khi đứng trước một cái cảnh đẹp cũng như là ẩn ý sau đó là tình cảm của người con trai đối với người con gái đúng không nào các em? Giúp người đọc của chúng ta có thể hình dung rõ hơn tâm trạng và tạm cảm xúc của tác giả đối với bài ca dao này. Như vậy là cô cùng các em đã cùng nhau đi tái hiện lại kiến thức và bài tập liên quan đến từ láy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với kiến thức về nghĩa của từ nhé. Vậy thì khi nói hoặc khi viết thì thường phải huy động các vốn từ ngữ đã được tích lũy. Trong đó có những từ ngữ đồng nghĩa, gần nghĩa. Để lựa chọn những từ ngữ phù hợp nhất thì chúng ta cần lựa chọn việc sử dụng từ ngữ phù hợp với nội dung của văn bản. Cách lựa chọn từ ngữ phù hợp khi nói hoặc viết đó chính là: đầu tiên là chúng ta xác định nội dung cần diễn đạt. Thứ hai là chúng ta huy động các từ ngữ đồng nghĩa, gần nghĩa. Từ đó lựa chọn những từ ngữ có khả năng diễn đạt chính xác nhất nội dung muốn thể hiện. Thứ ba là chú ý khả năng kết hợp hài hòa giữa từ ngữ được lựa chọn với những từ ngữ được sử dụng trước và sau nó trong cùng một câu, một đoạn văn. Vậy thì tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ phù hợp để thể hiện đó chính là
giúp văn bản của chúng ta diễn đạt chính xác, hiệu quả điều mà người nói, người viết muốn thể hiện, đúng không nào các em? Để áp dụng cái đơn vị kiến thức mà chúng ta cùng nhau đã đi tìm hiểu này, cô cùng các em đến với bài tập số 1 A, C, D ở trong sách giáo khoa nhé. A, B, D. Ở trong cái bài ca dao trên thì từ phồn hoa ở trong dòng thơ thứ nhất được nên hiểu thế nào? Liệu có thể thay từ phồn hoa bằng từ phồn vinh được hay không và lý giải? Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta cần giải nghĩa từ phồn hoa là gì và từ phồn vinh là gì nhé. À, phồn hoa là cảnh sống xa hoa và giàu có của những người có điều kiện, đúng không nào? Còn phồn vinh thì nó là miêu tả cảnh đất nước vào giai đoạn giàu có, thịnh vượng. Ở đây là những từ có với nghĩa với nhau là gần gần nghĩa đấy. À, phồn này đúng không? Cũng là phồn hoa và phồn trong phồn vinh. Đọc người đọc dễ nhầm lẫn đúng không nào? Vậy thì câu thơ này chỉ cảnh buôn bán tấp nập, giàu có của mảnh đất kinh thành xưa nên chúng ta dùng từ phồn hoa là thích hợp nhất, không nên sử dụng từ phồn vinh được không nào các em? Tiếp đến là câu D. Trong dòng thơ cuối có thể dùng cụm từ bút đây thay cho bút hoa được không? Sự lựa chọn từ bút hoa góp phần thể hiện sắc thái ý nghĩa gì của bài ca dao? À, chúng ta cần giải thích từ bút hoa là gì? À, bút hoa là tài năng xuất sắc của người làm nên bài thơ. Còn ở đây chúng ta nên sử dụng từ này có ý nghĩa và hay hơn so với từ bút đây nhé. Từ bút hoa nó mang ý nghĩa hay hơn, mang cái cảm xúc cũng như là cái sự thể hiện cái tài năng của người làm nên bài thơ hơn là từ bút đây. Nó chân thật với cả gần gũi quá. Chúng ta không nên đưa vào trong bài thơ này nhé. Cô giáo cùng các em đến với bài số 2, câu A. Sách giáo khoa trang 68, đọc bài ca dao. Ai ơi về miệt tháp 10, cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn. Vậy thì từ sẵn ở trong câu cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn có ý nghĩa gì? Việc lựa chọn từ sẵn ở trong bài ca dao này có phù hợp với nội dung mà tác giả muốn thể hiện hay không và vì sao? Em hãy suy nghĩ cho cô để trả lời câu hỏi này. Giải nghĩa của từ sẵn, à từ sẵn ở trong câu này là có nhiều đến mức cần bao nhiêu cũng có thể lấy ngay bấy nhiêu, đúng không nào? Có sẵn chúng ta cần gì và chúng ta có thể lấy được luôn. Vậy thì từ sẵn trong bài ca dao này thể hiện sự trù phú giàu có của thiên nhiên đã ban tặng cho con người ở vùng đất tháp 10. Nó rất là phù hợp với ý nghĩa của nội dung, của hoàn cảnh ý nghĩa của câu thơ này nhé. Chúng ta sẽ cùng cô đến với bài số 3. Tìm từ ngữ ở cột B có nghĩa phù hợp với các chỗ trống trong câu A làm bà vợ. Ở bài tập này, em hãy nhìn kỹ vào trong sách giáo khoa trang 68 để chúng ta tìm những từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống nhé. Nó phải phù hợp với cả hoàn cảnh cũng như là câu đó phải có nghĩa thì em mới lựa chọn nhé. Cô gợi ý như sau. Câu 1. Để giải quyết vấn đề này, các em nên chủ động đề xuất những phương án giải quyết, đúng không nào? Rất là hợp lý đối với câu này rồi. Câu 2. Là bạn Nga đề cử bạn Nam làm lớp trưởng, đúng không nào? Bà ơi, mẹ cháu bảo đem sang biếu bà một ít cam chứ không phải là đem sang tặng bà một ít cam là không hợp với ý nghĩa của câu này các em nhé. Ngày chia tay mái trường tiểu học, tôi đã tặng cho người bạn thân nhất của tôi một món quà để làm kỷ niệm. À, rất là hợp rồi. Đến câu số 5, một bài văn hoàn chỉnh cần có 3 phần, mở bài, thân bài và kết bài. Tiếp đến câu số 6, là sau buổi học hôm nay, các em về nhà nhớ hoàn thành những bài tập còn lại nhé. Đúng không? Chứ không phải là các em nhớ lung linh những bài tập còn lại là sai rồi nhá, không hợp nghĩa. Vậy thì đến câu 7 này, người thợ săn bị một con hổ tấn công, đúng không nào? Trong tình thế như thế này chúng ta không thể sử dụng từ chú được, đúng không nào các em? Vậy thì chú mèo ấy là món quà đặc biệt mà bà ngoại đã mang từ quê lên cho tôi vào dịp hè năm ngoái. Câu số 9, đôi mắt nó long lanh như hai hòn bi ve, đúng không? Vậy thì bóng trăng lung linh trên mặt nước là đúng. Như vậy là cô cùng các em đã đi tìm hiểu bài số 3 để chúng ta xác định được là những từ ngữ phù hợp để điền vào chỗ trống để sao cho nghĩa của một câu nó có một nghĩa hoàn chỉnh và nhất định nhất nhé. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu biện pháp tu từ so sánh được xuất hiện ở trong bài thực hành tiếng Việt này, ở trong bài 1B. Tác giả đã so sánh phố với cả mắc cửi, đường với cả bàn cờ nhằm mục đích
chỉ cái tính chất sầm uất, đông vui của phố thị, đúng không nào các em, chú ý ở trong bài thơ nhé. Còn bài 2 ý B là tác giả sử dụng biện pháp tu từ điểm từ sẵn, đúng nào. Tác dụng của nó là nhấn mạnh cái tính chất giàu có của thiên nhiên vùng tháp 10, đúng nào. Như vậy, chúng ta sẽ cùng có một bài luyện tập ngắn, đó chính là tìm 5 đến 6 hình ảnh về quê hương Việt Nam trên Internet hoặc sách báo để làm một bài tập ảnh về quê hương, đất nước hoặc nơi đang đến. Viết đoạn văn khoảng 150 đến 200 chữ để giới thiệu tập ảnh đó với người xem. Thì em hãy có thể lựa chọn trên Internet những hình ảnh sau như là hình ảnh biểu tượng hoa sen này, hình ảnh của Hồ Gươm hoặc là ruộng bậc thang, spa và bãi biển Đà Nẵng hoặc là vùng đồng Tháp 10, những cái địa danh rất là tiêu biểu của quê hương Việt Nam ta. Các em có thể lựa chọn một đoạn văn như sau. Các em có thể chú ý trong đoạn văn của cô đã giới thiệu về vùng đất Tháp 10 cũng như là những bông hoa sen đẹp, những biểu tượng đẹp của đất nước Việt Nam. Các bạn và các em có thể chú ý theo dõi nhé. Như vậy là cô cùng các em đã cùng nhau đi soạn bài thực hành tiếng Việt với 4 bài tập sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1 trang 67 thuộc bộ sách Chân trời sáng tạo. Các bạn và các em thấy video này hay và ý nghĩa, hãy bấm like và đừng quên nhấn nút đăng ký để đón xem được những bài giảng khác. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video bài giảng tiếp theo.